Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Ngọc Lan Hoàng, chúng tôi trở lại với quý vị Cà Phê Sáng phần 4, và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đề cập đến một cuộc nghiên cứu và cái tác hại của COVID-19 đối với não bộ của chúng ta như thế nào, một cuộc nghiên cứu hiện nay trên toàn thế giới luôn, và riêng ở Đức họ cũng làm một cái tài liệu. Họ nói họ đang theo dõi giám sát để xem coi COVID-19 nó gây ảnh hưởng đến não và có khả năng nó tàn hại cái não bộ cho đến khi cái người đó qua đời luôn, tức là từ người trẻ cho tới người già. Sáng ngày hôm nay trên đài NPR, đài National Public Radio, đài phát thanh công lập của Hoa Kỳ, đề cập tới một trường hợp của một nữ y tá, cô Asandra Hernandez, năm nay 38 tuổi. Cô bị COVID ngày tháng 6 năm 2020, mà đến ngày hôm nay đó, cô đang học làm tính cộng, tính trừ, tính chia trở lại. Mà trước đó cô làm lượng giác, cô làm calculus đồ dữ dội lắm. Bởi vì cô là y tá mà. Cô nói tôi là y tá hỗ trợ cho bác sĩ giải phẫu trong bệnh viện mà tôi bị COVID. Và cái chuyện đầu tiên đó là tôi nghe nói đến cái chuyện mà mất vị giác à, thì cái vị giác của mình nó mất, thì đó là cái dấu hiệu đầu tiên mà các bác sĩ, các chuyên gia ngày hôm nay đang giám sát theo dõi về cái ảnh hưởng lâu dài. Thì cả tháng sau đến ngày hôm nay cô trả lời phỏng vấn của NPR, cô nói đó, tôi vẫn không lấy lại được những cái bộ nhớ của tôi. Mà cô nói là cô nhớ ghê gớm lắm, bởi vì làm việc trong phòng giải phẫu đó, tất cả những cái bước, những cái chi tiết đó trong cái việc giải phẫu là phải nhớ dữ lắm. Và phải học hành tất cả những cái điểm đó cô nhớ hết. Mà sau khi bị COVID-19 mất hết luôn, không còn nhớ gì cả. Thì bây giờ họ nói đó, bởi vì cái cuộc nghiên cứu này sẽ còn kéo dài cho tới cả chục năm tới. Họ nói rằng 10 năm tới đây, 20 năm tới đây, nhất là theo dõi những người bị COVID từ trẻ cho tới 60-70. Mà họ nói thường đó là những người bị bệnh đãng trí đó, là từ 60-70. Nhưng mà họ đang theo dõi cái tầm ảnh hưởng và cái sự liên hệ giữa coronavirus với cái bệnh đãng trí như thế nào. Họ nói rằng, câu hỏi đặt ra, đó có phải là cái khởi đầu của cái bệnh đãng trí? Bởi vì bây giờ họ đi nhìn thấy di truyền thể tác hại của coronavirus với đãng trí đó, nó giống nhau. Cho nên họ nói không cần cái người bệnh nhân đó sẽ bị đãng trí bởi vì di truyền. Nhưng mà COVID-19 có thể mở một cái nút gây ảnh hưởng đến cái bộ nhớ của chúng ta. Nó kích thích đó. Và như vậy đó, đối với những người không chích ngừa hoặc những người vì vấn đề nào đó mà không theo lời đề nghị để bảo vệ mình, thì nếu trong trường hợp may mắn đó, thì không sao cả. Bởi vì thực sự đó, cái cuộc nghiên cứu này nói đó, có những người họ vẫn có được cái bộ nhớ như thường cả với những người khỏe. Nhưng mà những người đang có tiền bệnh hoặc những người có cái nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến di truyền thể của họ, thì COVID-19 sẽ làm tệ hại hơn cái khả năng trí nhớ của họ về lâu về dài. Thì bây giờ cô Cassandra này hiện nay được bác sĩ trong bệnh viện Austin, Texas theo dõi rất sát. Và các bác sĩ này họ cũng đang quan tâm, bởi vì không những cô Cassandra mà còn nhiều bệnh nhân khác cũng có những cái triệu chứng mất trí nhớ từ COVID-19. Đó chỉ là một thôi quý vị nhé. Còn nhiều cái triệu chứng khác nữa từ COVID-19, từ phổi cho tới máu, cho tới những cái vấn đề khác trong cơ thể của chúng ta nữa. Nhưng mà cái bệnh đãng trí này nó vô cùng nguy hiểm. Họ nói rằng nếu
mà thực sự COVID-19 mà đã gây ảnh hưởng đến bộ nhớ của chúng ta đó, nó có thể gây ảnh hưởng lâu dài. Không biết được trong 10 năm tới những người ngày hôm nay bị COVID-19 có hồi phục hay không, hay rồi họ càng ngày càng mất trí nhớ và cần đến cái sự chăm sóc của những người khác. Đó là một cái vấn nạn. Để một lần nữa, lý do mà tại sao quý vị nên đi chích ngừa là thế. Như chúng tôi đã từng báo cáo đó, có những người không tin vào khẩu trang, không tin vào COVID, không tin vào thuốc ngừa, ngày hôm nay đã qua đời rồi. Và có những người hồi phục lại đó, thì họ đã phải lên trên đài, lên trên đài phát thanh, bởi vì đây là những cái sứ ngôn viên từng lên tiếng chỉ trích vaccine, thuốc chủng. Ngày hôm nay họ nói, quý vị ơi, đừng biến mình trở thành một nạn nhân của COVID-19 mà hãy đi chích ngừa đi. Có lẽ là một cái tin cuối cùng để cho thoát khỏi cái COVID nó vui nhộn một tí. Có lẽ là anh Thụy, một cái bản tin, ba cô gái yêu cùng một chàng trai, hò hẹn, anh chàng này hò hẹn cùng với ba cô gái, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh chàng này sẽ hẹn hò luôn với ba cô. Khi mà một anh chàng hẹn hò với ba cô gái này còn trẻ măng à, một cô 18 tuổi, 19 tuổi, 21 tuổi. Xong đến khi mà cả ba cô này phát hiện ra, ô trời ơi, cả ba người cùng hẹn với một anh này, thì thay vì nếu như mình thường mình nghe sẽ là để một chàng là đánh nhau, chửi bới nhau, ba cô này cho anh kia da hùm lại, mua một cái chiếc xe giống như là cái chiếc cái trailer, cái RV á, đi du lịch cùng với nhau. Ba cô, ba cô này quen nhau, hùn tiền lại xong rồi cùng mua cái xe đó 5,000, rồi bắt đầu để mà đi. Thì khi mà cái câu chuyện của cô, ba cô này được người ta biết tới đó, đưa lên, bởi vì cái chuyện đó đưa lên TikTok, xong rồi cái người ta theo dõi, chỉ trong vòng có chưa đầy một tháng nay thôi, cái số lượng mà người follow theo ba cô này lên số lượng rất là đông. Và cô nói là ok, bây giờ thì chúng tôi sẽ thay vì phải ngồi đó bận tâm đến cái anh chàng này như thế nào, thì bây giờ họ đi khám phá thế giới, thấy nó còn vui hơn nữa. Và quan trọng là họ có được một cái tình bạn mới giữa ba người này. Vui. Trong khi đó, ở tại Arizona, cái tin tức này hồi sáng nay mới tức thì được xuất hiện. Đây là người phụ nữ điên cuồng luôn, thưa quý vị. Ở Phoenix, Arizona, chỉ mới hẹn hò được đi chơi với một cái anh chàng thôi mà cổ mê đắm đuối. Ngay sau khi buổi hẹn á, cổ liên tục gửi cái tin nhắn cho anh. Và đến độ anh sợ. Thưa quý vị, anh phải ra tòa để xin restraining order. Nhưng mà chưa hết, cô gái này gửi 65,000 cái tin nhắn vào điện thoại cho người cổ, nói rằng anh là bạn đời của em, em đã gặp được một người yêu mà Thượng Đế đã gửi đến cho em. Chết mất, chết người, mất. Đây là người phụ nữ trong câu chuyện chúng tôi ghi nhận được. Năm nay mới 31 tuổi thôi, cô Jacqueline Addis, vào ngày 8 tháng 5, hiện nay đã bị bắt về cái tội đó là quấy đe dọa. Đe dọa. Quấy rối. Mà chưa hết, không biết làm cách nào mà cũng biết được nhà của anh này. Chết không mất. Biết là hai người có hẹn nhau về nhà của ảnh qua đêm hay không. Thì cổ là gửi tin nhắn mấy ngàn lần, thấy không, ảnh không trả lời. Cổ lén vào nhà ảnh, vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, xong ra giường ngồi chờ ảnh về. Ông này ổng về nhà đi làm về, ổng mở cửa thấy cổ ngồi trên giường. Bao quả tâm tình. Thế là quý vị, fatal attraction. Không biết được. Nếu mà anh nói là nếu mà tôi còn tiếp tục đó, có chuyện gì xảy ra đó, là cổ sẽ cầm dao, cổ ấy cái tôi. Rất tiếc chúng tôi phải chia tay với quý vị. Còn nhiều câu chuyện lắm, nhiều tin tức khác nữa trong thời sự thế giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Ngọc Lan. Xin chào anh Thụy, hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình sáng ngày mai.